Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Nested World Survival Map cho bạn xây dựng thành phố của mình trong bối cảnh thế giới mang đậm chất khoa học viễn tưởng tương lai xa. Câu chuyện của game lấy bối cảnh khi bọn quái vật ngoài hành tinh được gọi là Astra đột nhiên xé toạc bầu trời của hành tinh Origin và tràn vào xâm lược. Chúng biến hành tinh Origin trở thành một hành tinh của chiến tranh. Giữa bối cảnh chiến tranh đầy hỗn loạn này, các game thủ sẽ được trở thành những người chỉ huy được chọn gánh vác trọng trách xây dựng thành phố của mình và gây dựng lực lượng để chống lại sự xâm lược của lũ quái vật ngoài hành tinh Astra. Bắt đầu trò chơi, bạn sẽ cần phải chọn một trong bốn chủng tộc trên hành tinh Origin bao gồm là Human, con người, Azen, Aku và Tia để làm nền văn minh chủ đạo trong việc xây dựng thành phố cũng như là gây dựng lực lượng chiến đấu của mình. Về gameplay thì lối chơi chính của sản phẩm sẽ là mô phỏng chiến lược, với công việc của người chơi sẽ là xây dựng nâng cấp các công trình cơ bản thiết yếu cho thành phố của mình, đồng thời huấn luyện các binh lính để gây dựng lực lượng chiến đấu. Khi đó, xen kẽ trong quá trình xây dựng thành phố của mình thì bạn sẽ được trải nghiệm qua các màn chơi shooting đơn giản mang hơi hướng gần giống bắn ruồi, khi đưa bạn điều khiển chiếc máy mecha bắn tiêu diệt bọn quái vật ngoài hành tinh Astra. Và tất nhiên lực lượng chiến đấu cũng sẽ cần tới những người dẫn dắt, nên game thủ cũng sẽ cần chiêu mộ về những anh hùng để lãnh đạo đội quân của mình, mà điểm độc đáo là các anh hùng có thể chiêu mộ sẽ không bị giới hạn ở một chủng tộc nhất định. Nested World Survival Map có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D sống động và đẹp mắt, đồng thời cũng mang đậm chất khoa học viễn tưởng ở tương lai xa. Mỗi chủng tộc đều có hình thái công trình cùng với việc sở hữu đơn vị đặc biệt và hiệu ứng bức riêng biệt. Lối chơi mô phỏng chiến lược được thiết kế theo đó xen kẽ với các màn chơi xuất tiên vô cùng đơn giản. Tham gia thành lập liên minh với những người chơi khác để hỗ trợ lẫn nhau và cùng chống lại lũ Astra. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.